Thưa các bạn, những năm gần đây có rất nhiều video mang tính chất bí hiểm xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Những bức tượng có thể tự di chuyển được, có lẽ bạn cho rằng đây là những video giả tạo hay là có sự dàn xếp nào đó. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng đây không phải là giả. Tin hay không tin tùy thuộc vào bạn. Mời bạn đến với video 9 bức tượng có thể tự di chuyển một cách bí ẩn được camera ghi lại. Now let's go!